Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ 6 ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Lâm Đồng tổ chức hiệp thương lần thứ 3, chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Ấm cúng Tết Buôn Bi Mây. Hệ lụy khi dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Những nông dân đổi đời nhờ dám nghĩ, dám làm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 16 tháng 4 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Đại diện ngành y tế và các ban ngành liên quan tại đầu cầu 63 tỉnh thành đã đến dự. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết trong 21 ngày qua, Việt Nam chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Điều đó chứng tỏ những biện pháp triển khai phòng chống dịch bệnh này như quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, kể cả nhập cảnh hợp pháp và trái phép. Huy động cộng đồng trong công tác phòng chống dịch, khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp 5K. Chú trọng xét nghiệm các đối tượng nghi ngờ theo quy định của Bộ Y tế, tránh bỏ lọt những ca bệnh nghi ngờ, đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, không vì thế mà lơ là trong phòng chống dịch, cần phải tăng cường và quyết liệt hơn trong công tác phòng chống. Đặc biệt liên quan đến vấn đề tiêm vaccine COVID-19 cho người dân, Bộ trưởng nhấn mạnh, ngoài 811.200 liều đã về, sẽ có thêm vaccine phòng COVID-19 nữa sẽ về đến Việt Nam trong tháng 5 năm 2021, nâng tổng số thành 4,1 triệu liều. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, tính từ ngày 27 tháng 1 đến 15 tháng 4 năm 2021, toàn tỉnh đã tiến hành cách ly trên 1.300 trường hợp. Cụ thể, cách ly tại cơ sở y tế 28 trường hợp, cách ly tại khu cách ly tập trung 305 trường hợp và cách ly tại nhà, nơi cư trú cho trên 1.000 trường hợp. Đến nay, ngành y tế tỉnh cũng đã nhận tài trợ của các tổ chức cá nhân để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 như một hệ thống máy xét nghiệm SARS-CoV-2, 41 máy thở. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đã tổ chức 5 lớp tập huấn về phòng chống COVID-19 cho gần 1.200 cán bộ y tế. Trong thời gian tới, Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ toàn diện các giải pháp nhằm ngăn ngừa và phòng chống dịch COVID-19, như tiếp tục tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân về công tác phòng chống dịch, tăng cường công tác giám sát, truy vết tất cả các trường hợp về từ vùng dịch, thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại cảng hàng không Liên Khương, tăng cường công tác bảo đảm an toàn bệnh viện và cơ sở y tế, đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, luôn sẵn sàng phục vụ công tác chống dịch, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành liên quan và các thành viên của mặt trận. Hội nghị nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó có hơn 21.000 cử tri được mời, với gần 11.000 cử tri tham dự phát biểu gần 155 ý kiến. Đa số ý kiến nhận xét người ứng cử bảo đảm phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực, gần gũi gắn bó với nhân dân, bản thân, gia đình, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động ở khu dân cư. Đối với kết quả tín nhiệm, trong tổng số 131 người, có 129 người đạt tỷ lệ 100%.
một người đạt gần 95% và một người đạt tỷ lệ 80% số ý kiến đồng ý. Quá trình lấy ý kiến đều thực hiện theo đúng quy định của luật bầu cử, bảo đảm điều kiện để trình hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để xem xét lập danh sách giới thiệu người chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận phân tích trên tinh thần trách nhiệm dân chủ cởi mở về những vấn đề chưa rõ, đồng thời thống nhất 100% lựa chọn 112 người trong tổng số 131 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, hội nghị phân tích, thảo luận và thống nhất lựa chọn 10 người trong tổng số 12 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay, ấm cúng Tết Bun Bi Mai của du học sinh Lào tại trường Đại học Đà Lạt. Lâm Đồng gần 6.000 lao động được giải quyết việc làm. Sáng nay 16 tháng 4, đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết tháng thanh niên năm 2021. Tham dự có lãnh đạo đảng ủy khối, bí thư của các chi đoàn trực thuộc. Với chủ đề tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong tháng thanh niên năm 2021, các cơ sở đoàn trực thuộc đã triển khai tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng và ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia điển hình như chương trình Sức sống xanh từ rác thải nhằm hạn chế xả rác ra môi trường, làm các sản phẩm từ rác tái chế, trồng và chăm sóc cây xanh, trao quà cho các gia đình có công với cách mạng, tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, v.v. Đặc biệt trong tháng thanh niên năm 2021, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn và hỗ trợ người dân cài đặt Bluezone và khai báo y tế qua QR code. Kết quả, hỗ trợ hơn 650 lượt người dân và phát hơn 1.000 tờ rơi hướng dẫn, tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện và thu 150 đơn vị máu. Cũng trong tháng thanh niên, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chương trình gặp mặt các đồng chí bí thư, phó bí thư, cán bộ chuyên trách đoàn khối, các thời kỳ, cũng như đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, giao lưu thể thao nhằm tạo sân chơi, bổ ích lành mạnh cho đoàn viên thanh niên tham gia. Dịp này, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã khen thưởng cho 6 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên năm 2021. Trong 3 ngày từ 14 đến 16 tháng 4, người dân trên khắp đất nước Lào tưng bừng đón Tết cổ truyền Bun Bi Mai hay còn gọi là Tết buộc chỉ cổ tay hoặc lễ hội hốt nậm té nước cầu mong nước về cho cuộc sống sinh sôi, đâm chồi, nảy lọc. Năm nay do dịch bệnh COVID-19, du học sinh Lào đang theo học tại trường Đại học Đà Lạt không thể về quê ăn Tết. Để động viên du học sinh, trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức một cái Tết ấm cúng, tràn ngập niềm vui cho các du học sinh. Bạn Muôn Thi Sen, Trang Thà Phong, sinh viên ngành môi trường năm thứ tư, đến từ một tỉnh phía nam nước Lào, đã chủ trì nghi lễ chúc mừng năm mới và lễ buộc chỉ tay. Trong không khí thiêng liêng của ngày Tết cổ truyền Bun Bi Mai, sự xúc động bao trùm, tất cả mọi người cùng cầu nguyện, buộc chỉ cổ tay cho nhau và trao cho nhau những lời chúc một năm gặp nhiều may mắn. Đối với Muôn Thi Sen, Trang Thà Phong và các bạn của mình, mặc dù không được về nhà, nhưng đón Tết cùng với thầy cô và bạn bè, mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Hôm nay là bị kẹt Covid á, nên là chúng em là không có được về, nhưng mà đã được bên trường, bên tỉnh là người ta hỗ trợ hoặc là giúp đỡ tổ chức làm Tết, làm lễ hội Tết cho tụi em, là như là tụi em cảm thấy rất là vui, với là rất là mừng, với cảm ơn các thầy cô ở đây rất là nhiều. Em thấy rằng Tết Bun Bi Mai năm nay thì rất là vui, tại lâu lâu mới có một lần á. Dạ, em cũng rất là vui, đặc biệt là em không được về nhà, em cũng hơi buồn vậy, nhưng mà em có bạn bè, có thầy cô, có anh chị ở đây, em cũng là rất là vui mừng. Nếu nghi thức buộc chỉ cổ tay chúc phúc cho nhau trong một năm mới yên vui, thì nghi thức té nước lại thể hiện sự vui nhộn, hài hước và xua đuổi cái xấu, cái dơ bẩn ra khỏi con người trong những ngày Tết. Đối với người dân các bộ tộc Lào, nếu ai được buộc chỉ cổ tay nhiều, được té nước nhiều, có nghĩa là người đó rất được tôn trọng, may mắn và hạnh phúc. Không chỉ ở các nghi lễ được tái hiện, mà những món ăn truyền thống của người Lào cũng được các du học sinh thể hiện khá khéo léo và hấp dẫn, để lại những ấn tượng sâu sắc đối với sinh viên Việt Nam, giúp các bạn hiểu hơn về những nét văn hóa đặc sắc của đất nước triệu voi.
Em tiếp xúc với các bạn sinh viên Lào thì em đã cũng sơ nét được, hình dung được cái nền văn hóa của Lào, và em biết thêm được nền văn hóa của Lào. Hiểu được sự quan trọng của Tết cổ truyền của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào mang ý nghĩa sâu sắc như chính là Tết cổ truyền của người Việt Nam, nên tổ chức lễ mừng năm mới cho du học sinh Lào được Trường Đại học Đà Lạt tổ chức đầy đủ và ý nghĩa, giúp các học sinh được đón một cái Tết trong không khí ấm cúng, trong tình cảm của bạn bè thầy cô, giúp gắn chặt hơn nữa tình đoàn kết keo sơn giữa hai nước anh em Việt-Lào. Trường Đại học Đà Lạt thì hiện tại có 22 sinh viên người Lào đang theo học, và nhà trường thì đều có những cái chương trình để hỗ trợ chăm sóc cho các bạn, như toàn bộ các cái khu nhà ở của các bạn tại ký túc xá thì đều được nhà trường hỗ trợ. Ngoài những cái hỗ trợ về vật chất như thế thì nhà trường cũng rất là quan tâm đến cái đời sống tinh thần, đặc biệt là đối với các sinh viên Lào mà chưa về tại các khoa thì các bạn sẽ đều có được các thầy cô giáo chủ nhiệm đến để hỗ trợ giúp đỡ trong quá trình học tập cũng như là trong cái quá trình sinh hoạt. Và đặc biệt đối với lại cái Tết truyền thống của Lào, Việt Lào và hai nước anh em thì chúng ta cũng trân trọng Tết cổ truyền của bạn như Tết cổ truyền của ta. Như vậy thì cái việc chăm sóc đời sống tinh thần cho sinh viên Lào tại Đại học Đà Lạt được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm. Những bài hát thể hiện tình đoàn kết Việt-Lào được hai bên cất lên trong không gian ấm áp của Tết cổ truyền Bùm Phì Mây. Điệu múa lâm vông xinh đẹp, quyến rũ của học sinh Lào và cả những người bạn Việt Nam. Tất cả đã làm cho ngày Tết Bùm Phì Mây của nhân dân các bộ tộc Lào ở Trường Đại học Đà Lạt thêm hào hứng và ý nghĩa, tô thắm thêm mối quan hệ tốt đẹp của nhân dân hai nước anh em Việt-Lào. Chuyển sang những thông tin khác, dù bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, nhưng trong quý 1 năm nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn được tạo điều kiện thuận lợi giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Trong số gần 6.000 lao động được giải quyết việc làm, thì trong số đó, trên 1.830 lao động có việc làm mới, hơn 100 người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, đạt 20% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ. Đồng thời, ngành Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức các chương trình tư vấn giới thiệu việc làm, thực hiện hỗ trợ học nghề gắn với triển khai hiệu quả chính sách ưu đãi, tập huấn đào tạo nghề tại chỗ thông qua các mô hình trồng chăm sóc cà phê, sản xuất rau hoa công nghệ cao, chăn nuôi, tổ chức dạy nghề phi nông nghiệp như cơ khí, sửa chữa điện gia dụng, gia công, mỹ nghệ, may thêu xây dựng. Đây là những nghề khá phù hợp, hiện được các công ty doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng, góp phần đảm bảo kế hoạch giải quyết việc làm cho 13.000 đến 15.000 lao động trong năm 2021 của tỉnh Lâm Đồng. Cùng với thành phố Đà Lạt, hiện nay thành phố Bảo Lộc đang tích cực triển khai đề án xây dựng Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đang tích cực chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh để triển khai đề án xây dựng Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. Đề án được xây dựng dựa trên 8 lĩnh vực chính như chính quyền điện tử, quy hoạch và phát triển đô thị, du lịch, nông nghiệp, giáo dục, y tế, môi trường và giao thông. Xây dựng nền tảng điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm của thành phố là nơi tổng hợp tất cả các nguồn thông tin dữ liệu của đô thị trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với thành phố Đà Lạt, việc xây dựng Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do ảnh hưởng của thời tiết, nên trong vụ đông xuân năm nay, diện tích lúa nước trên địa bàn huyện Đâm Sơn giảm so với cùng kỳ năm 2020. Vụ đông xuân toàn huyện Đâm Sơn gieo trồng được 950 ha cây trồng các loại, đạt 93% kế hoạch. Trong đó, lúa gieo xạ 735 ha, ngô 93 ha, cây tinh bột lấy củ 5 ha, tăng 50% so với cùng kỳ. Diện tích rau củ các loại 117 ha, bằng 83% kế hoạch và đạt 77% so với cùng kỳ. Mặc dù thực hiện theo đúng kế hoạch chỉ đạo của địa phương, nhưng theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện, một số diện tích gieo trồng giảm, nhất là diện tích lúa nước giảm gần 50 ha so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân là do thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài. Hiện trên địa bàn huyện chưa có mưa, mức nước ở một số công trình thủy lợi giảm mạnh. Được biết hiện nay, trên địa bàn huyện Đâm Rông có 80 công trình thủy lợi vừa và nhỏ, trong đó 20 công trình được đầu tư nâng cấp, kiên cố hóa, còn lại là công trình tạm, kênh đất.
khoảng 1.200 ao hồ nhỏ. Tổng diện tích được tưới chủ động ước đạt trên 4.000 hecta. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ cháy. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm thiệt hại về tài sản gần 300 triệu đồng. Trong đó, địa bàn xảy ra cháy ở huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh và thành phố Đà Lạt, bao gồm cháy nhà dân, cơ sở sản xuất, cháy chợ và cửa hàng kinh doanh buôn bán. Với nguyên nhân chính do sơ suất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn điện, sự cố kỹ thuật điện. Đáng chú ý là các vụ cháy khu vực tư nhân chiếm tỷ lệ 100%. Trong tổng số các vụ cháy, tập trung chủ yếu tại khu nông thôn chiếm tỷ lệ gần 75%. So với quý 1 năm 2020, số vụ cháy giảm 12 vụ và giảm 1 người bị thương. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã huy động lực lượng tham gia chữa cháy kịp thời, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại về người và tài sản. Ngoài công tác chữa cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy định kỳ 155 cơ sở, kiểm tra đột xuất 16 cơ sở, điều tra cơ bản về phòng cháy chữa cháy đối với 3 cơ sở, kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đối với 21 công trình, cấp 8 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ, 1 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy, xác định đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với 224 cơ sở, đồng thời ra 30 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 4 cá nhân và 26 tổ chức với số tiền phạt trên 76 triệu đồng. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: hệ lụy khi dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Du lịch Khánh Hòa nỗ lực đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách trong năm 2021. Bộ Công Thương cho biết, kể từ khi EVFTA có hiệu lực vào tháng 8 năm 2020, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang EU đã dần được cải thiện và tăng 18% trong 3 tháng đầu năm 2021. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt sang 27 nước EU lên tới hơn 4,78 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Công Thương, tính từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 đến ngày 4 tháng 4 năm 2021, các cơ quan tổ chức được ủy quyền cấp CO mẫu EUR.1 đã cấp hơn 127.296 bộ CO mẫu EUR.1 với kim ngạch hơn 4,78 tỷ đô la Mỹ đi 27 nước EU. Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang EU còn thực hiện tự chứng nhận xuất xứ cho gần 3.585 lô hàng với trị giá hơn 10,88 triệu đô la Mỹ, được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA. Các mặt hàng được cấp CO mẫu EUR.1 chủ yếu là giày dép, thủy sản, hàng dệt may, nông sản, sản phẩm từ ngũ cốc, hàng điện tử. Thị trường nhập khẩu đa phần là các nước có cảng biển và trung tâm phân phối, trung chuyển của EU như Bỉ, Đức, Hà Lan, Pháp. Vì tin theo lời quảng cáo trên mạng mà nhiều người đã sử dụng các sản phẩm thuốc nam không rõ nguồn gốc để uống hoặc đắp vết thương trên da. Hậu quả là bệnh không khỏi mà còn tiền mất tật mang. Hầu hết các trường hợp nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy gan, thận, thậm chí là hoại tử da, nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Cách đây một tuần, bệnh nhân 57 tuổi ở tỉnh Phú Thọ có nhọt nhỏ ở vùng nách bên trái và đã tự ý đắp thuốc nam để điều trị. Không lâu sau, cả vùng ngực bên trái của bệnh nhân đã bị viêm tấy và hoại tử nghiêm trọng. Càng ngày nó càng sưng lên, sưng phù lên. Sau đó là nó cũng cạo mủ, nó cũng da ít. Nhưng sau nó lại híp lại. Híp lại là nó càng đầu đớn lông. 2-3 đêm ở cả đêm. Thế là tôi mới bảo vợ con bảo thôi đưa đi bệnh viện thôi. Để xem các y bác sĩ xem nào nó giúp đỡ được, còn mình ở nhà này có kiểu chết đấy, đau quá. Tất cả cái tổn thương đây là một cái loại vi khuẩn, nó gọi là cái vi khuẩn tụ cầu vàng. Trước đây trong khoảng 5 đến 10 năm người ta nói là một cái vi khuẩn siêu kháng thuốc. Siêu kháng thuốc có nghĩa là khi bị nhiễm cái vi khuẩn này hầu như cái khả năng điều trị cho bệnh nhân không có. Nhưng mà sau này thì có những cái nhóm kháng sinh đưa ra và điều trị rất là tốt. Còn bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, ăn kém, bụng trướng tăng dần. Bệnh nhân đã sử dụng thuốc nam được gần 1 năm để chữa sơ gan do virus viêm gan B. Nhưng sau đó gan bị nhiễm độc, bệnh tiến triển trầm trọng hơn. Biết rằng bạn là bị viêm gan B, viêm B không thể chữa được. Nhưng có điều mình muốn thuốc nam để có khỏi cái bệnh sơ gan đi. Sau khi khỏi sơ gan, bắt đầu tôi có kế hoạch trở lại là điều trị viêm B. Đáng lo ngại hơn, trường hợp của hai bệnh nhân này không phải là hy hữu. Thời gian gần đây, các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện do tự ý sử dụng các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc, xuất xứ và chữa bệnh theo kiểu truyền miệng.
Ca thì rất là nặng, có bệnh nhân còn phải lọc máu, thở máy rất là nặng. Nhưng một số bệnh nhân thì may mắn thì cấp cứu kịp thời thì cũng qua khỏi. Còn những ca uống thuốc nam mà kéo dài, cái gan tổn thương rất là nặng thì khả gần như không hồi phục được. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh nên đi khám tại các bệnh viện, cơ sở y tế uy tín. Bên cạnh đó, cần phải thận trọng khi sử dụng các loại thuốc, đặc biệt là thuốc trôi nổi không rõ nguồn gốc. Không nên mua thuốc ở những nơi không được Bộ Y tế cấp phép, tránh trường hợp tiền mất tật mang. Trước những tín hiệu khả quan về tiến độ phát triển vaccine phòng COVID-19 và hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh trên cả nước, ngành du lịch Khánh Hòa đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra là đón trên 5 triệu lượt du khách. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 17.500 tỷ đồng trong năm 2021. Trong giai đoạn này, các chương trình kích cầu trên địa bàn tỉnh không chỉ nhắm tới đối tượng là khách nội địa, mà còn là những người lao động nước ngoài, nhóm chuyên gia, cán bộ nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam. Mở đầu cho chuỗi hoạt động xúc tiến quảng bá và mở rộng liên kết du lịch Khánh Hòa vào mùa hè năm nay là hành trình Farm Trip Nha Trang Biển Gọi vừa được diễn ra trong tuần qua. Đây là chương trình trọng tâm của ngành nhằm mục tiêu giới thiệu các sản phẩm dịch vụ du lịch mới tiêu biểu, cập nhật cung cấp thông tin tình hình hoạt động của du lịch Khánh Hòa. Không chỉ có những loại hình du lịch biển đảo đặc trưng của xứ Trầm Hương, các loại hình du lịch mới lạ đặc sắc cũng được giới thiệu trong dịp này như du lịch làng nghề, du lịch mạo hiểm, du lịch trải nghiệm, thư giãn đã để lại nhiều ấn tượng cho các thành viên đến từ các công ty lữ hành, hiệp hội du lịch của nhiều tỉnh thành trong cả nước. Qua hoạt động này, nhiều công ty lữ hành cho biết sẽ triển khai các tour du lịch đến Khánh Hòa ngay trong mùa hè năm nay. Đi đợt này thì cũng để tìm ra những cái điểm mới về quảng bá và cũng giới thiệu cho du khách Đà Nẵng nắm bắt được những cái điểm mới của Nha Trang. Cái khu du lịch Công Forest thì đặc biệt là nó rất thích hợp với cái giới trẻ. Đấy là chúng ta được tham dự các cái trò zip line mà hồi giờ mọi người chưa được trải nghiệm. Thì zip line ở các một số nơi thì nó chỉ là một đoạn ngắn thôi. Nhưng đây là nó có nhiều những cái khúc để mà trải nghiệm, rồi vượt cầu treo, rồi đu lưới. Thời gian thì rất là nhiều. Hiện nay, trước những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc mở cửa thị trường khách quốc tế gặp nhiều trở ngại, nên áp lực đặt ra cho ngành du lịch Khánh Hòa là phải khai thác tốt thị trường du lịch nội địa. Bởi vậy, bên cạnh việc mở rộng kết nối hợp tác với các đơn vị lữ hành trong nước, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh cũng thay đổi cách thức quảng bá marketing du lịch để phù hợp với sự thay đổi thói quen của du khách sau dịch COVID-19. Chủ động thực hiện xúc tiến quảng bá du lịch Khánh Hòa tại những chương trình sự kiện ở các thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Trong tháng 4, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 4, thì chúng tôi sẽ tham gia cái chương trình lễ hội du lịch tại Hà Nội. Rồi đồng thời là sau khi mà tham gia chương trình ở Hà Nội xong, thì chúng tôi lại tiếp tục ở trong chương trình tháng 5, thì chúng tôi lại tham gia lễ hội du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng tại đây chúng tôi cũng tiếp tục là chương trình là quảng bá, xúc tiến cũng như là giới thiệu các cái sản phẩm du lịch của Khánh Hòa để thông qua cái chương trình này để mà cũng tăng cường quảng bá, góp phần tăng cường quảng bá, thì sẽ hy vọng là sẽ tăng được cái lượng khách trong cái thời gian dịp hè. Bên cạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu, giảm giá vé tham quan, giảm giá phòng và các dịch vụ cho du khách cũng được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện, đã đem lại những tín hiệu tích cực. Khi trong tháng 4 này, lượng khách đặt tour du lịch Khánh Hòa đã liên tục tăng, nhiều khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang, Cam Ranh có công suất phòng lên đến 70-80% vào những ngày cuối tuần. Một số khu nghỉ dưỡng có công suất phòng lên đến hơn 90%. Ngoài ra, từ nay đến cuối năm sẽ có 114 hoạt động, sự kiện văn hóa du lịch thể thao hấp dẫn được tổ chức quy mô chất lượng, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa cho nhân dân và góp phần thu hút du khách đến với Nha Trang Khánh Hòa. Tỉnh Khánh Hòa cũng đặt ra một cái quyết tâm rất lớn thực hiện cái mục tiêu kép của chính phủ. Trong đó thì ngành dịch vụ du lịch là một trong những cái ưu tiên mà cần sớm phải được phục hồi và phát triển. Thì cái chương trình văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch thì với cái chủ đề là điểm đến an toàn Nha Trang Biển Gọi là một trong những cái biện pháp để phục hồi, thu hút, kích cầu. Trong mỗi chuỗi sự kiện thì sẽ có các cái chương trình nổi bật, điểm nhấn. Thì các chương trình điểm nhấn này sẽ được đầu tư cả về quy mô, hình thức và nội dung.
Với những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, trong quý 1 năm nay, Khánh Hòa đón hơn 210.000 lượt khách lưu trú, giảm 67,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, trước những nỗ lực phục hồi, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đang ấm trở lại. Do vậy, để đạt được mục tiêu đón 5 triệu khách trong năm 2021, ngành du lịch cần phải tiếp tục đẩy mạnh truyền thông quảng bá du lịch Nha Trang Khánh Hòa, xây dựng sản phẩm du lịch mới, đặc sắc để thu hút khách du lịch, đặc biệt chú trọng đến các chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch, hợp tác du lịch với các hãng hàng không. Phần cuối của chương trình thời sự tối nay, hiệu quả từ cách thay đổi thói quen canh tác nông nghiệp. Trong khi nhiều nông hộ vẫn canh tác theo thói quen với những cây trồng truyền thống, thì ngược lại cũng có không ít gia đình đã mạnh dạn tự tìm kiếm thử nghiệm những mô hình sản xuất mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao trên chính mảnh vườn của mình. Họ đã thoát nghèo vươn lên trở thành người giàu có nhờ tinh thần dám nghĩ, dám làm của mình. Trong khi hầu hết mọi gia đình ở xã Phi Liên, huyện Đam Rông vẫn tập trung vào trồng cà phê và các loại cây ngắn ngày khác như bắp đậu và cây ăn trái, thì năm 2020, chị Phí Thị Hương lại mở một lối đi riêng cho mình bằng cách tìm tòi học hỏi và thử nghiệm trồng bốn xào ớt chuông theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Ai cũng cho rằng chị liều vì khu vực này chỉ hợp với cà phê. Tuy nhiên, sau 2 năm trồng và chăm sóc, với các quy trình kỹ thuật hiện đại, vườn ớt đã mang lại cho chị Hương nguồn thu nhập hơn 800 triệu đồng mỗi năm, gấp hơn 10 lần so với trồng cà phê. Từ hộ khó khăn, chị Phí Thị Hương đã nhanh chóng vươn lên thành hộ khá giả. Một xào nhà kính thu nhập trong vòng mấy tháng thôi, với cái giá là khoảng 20.000, là trừ công cáng chi phí đi còn khoảng 8-90 triệu một xào. Thì theo tôi nghĩ là làm mô hình nhà kính thì hiệu quả hơn. Ở xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên, những cây trồng truyền thống bao năm qua của người dân là lúa nước, dưa hấu và cây khoai mì. Ông Nguyễn Đăng Sinh cũng có nhiều năm trồng lúa nước, tuy nhiên thu nhập không ăn thua, nên năm 2018, ông đã cất công đi tìm hiểu, học hỏi, rồi liên kết với một công ty ở Bình Dương thử nghiệm mô hình trồng ớt và bầu lấy hạt. Nhờ phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương, hơn nữa được trồng đúng kỹ thuật, nên cả cây ớt và bầu đều cho nhiều trái và tỷ lệ hạt chắc rất cao. Trừ chi phí, một hecta trồng ớt và bầu lấy hạt mang lại cho ông Sinh mỗi năm hơn 1 tỷ đồng. Trước đây thì cũng trên 1.000 mét vuông là mình trồng những cây khác á, thì nó chỉ có rớt vô khoảng 20 đến 25, 30 triệu là cao trên một vụ. Mà cái ớt này á, thì cũng một vụ nhưng mà có thể là mình có thể lãi được 100 mấy triệu trên một vụ là cỡ tầm 4 tháng. Ở xã Phước Lộc, huyện Đạ Oai, khoảng 10 năm trước, bà con chủ yếu trồng điều. Thu nhập chỉ đủ trang trải qua ngày. Một số gia đình chuyển sang trồng sầu riêng. Trong khi đó, do đời sống khó khăn, chị Ca Diệp quyết định chuyển khu vườn 1 hecta của mình sang trồng chè lá. Cây chè phát triển tốt, chỉ sau nửa năm đã cho thu hoạch. Với giá bán 10.000 đồng 1 kg, mỗi năm vườn chè mang lại cho gia đình chị Ca Diệp từ 1 tới 200 triệu đồng. Mình thấy điều trồng không hiệu quả lắm, nên quyết định vừa chuyển sang trồng chè, một ít sầu riêng. Nói chung trồng chè cũng dễ mà giá bán cũng được. Đời sống tốt hơn so với trồng điều và các cây tạp khác. Nếu vẫn để cây điều thì chẳng được bao nhiêu. Mỗi người có cách làm riêng tùy vào điều kiện khí hậu thổ nhưỡng từng địa phương, nhưng chính sự chịu khó tìm tòi học hỏi cùng với tinh thần dám nghĩ dám làm đã giúp những gia đình như chị Phí Thị Hương, chị Ca Diệp hay ông Nguyễn Đăng Sinh sớm thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống khá giả. Sự dấn thân và tiên phong trong sản xuất, làm ăn của họ góp phần khích lệ tinh thần để nhiều nông dân khác mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tìm kiếm những mô hình phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn ngay trên mảnh đất của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.